Hồng xuyên mộc diệp, trở thành một thành viên bình thường nhất trong bộ tộc vũ trí ba, vì trở nên mạnh mẽ bái sư phú nhạc, vốn định trợ giúp bộ tộc vũ trí ba thoát khỏi vận mệnh diệt tộc, kết quả trời xuôi đất khiến bỏ lỡ cơ hội, bị ép chạy trốn, cuối cùng không thể chạy thoát độc thủ. Đi tới đấu la, thức tỉnh kiếp trước viết luân nhãn cùng tiên nhân thể thiên sương lập chí tại đấu la đại lục trên đạt tới sáu đạo tiên nhân độ cao. Nhân vật chính đời thứ nhất là Phan Hâm Mộ Điện Ảnh, nhưng cũng không có xem qua đấu la không hệ thống, nhiều nữ chính, giai đoạn đầu họa ảnh thế giới, hậu kỳ có thể xuyên qua hai thế giới, cùng sử lai like khắc đối địch. Chú thích Quyển sách tương đối chậm nóng, xin mọi người kiên nhẫn xem thêm hai chương, nhân vật chính giai đoạn đầu tại một dịp lấy học tập làm chủ, hậu kỳ bắt đầu cất cánh. Chương 1 Ngàn Sương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 gặp Mai Tô Phụ Tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Chiến Mai Quy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Lẻn vào Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Ta có thể giúp ngươi xử lý vấn đề bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Tạ muốn bái sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Nhiệt tâm mang thổ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Suy tính Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Bái sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Sư mẫu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.